Hello, hello, em xin chào các bác các anh lại quay trở lại với kênh của em, đó là Giày Si Sài Gòn ạ. Hôm nay shop em lại tiếp tục sale đồng giá 399k, miễn ship toàn quốc cho tất cả các bác nha. Các bác lựa được mẫu nào thì đọc mã và alo gọi điện chốt đơn liền cho em nha. Em sẽ đi đơn sớm nhất cho các bác luôn nha. Và mã đầu tiên em lên cho các bác đó là một em giày dáng sneaker nhưng màu đen, cho nên mà mình có thể phối quần tây, quần jean đều ok hết các bác nha. Đó, em này thì độ mới cũng còn khá là cao nha các bác ơi. Đó, em này còn đẹp lắm luôn nè. Đó, mặt da em rất là đẹp và độ mới cũng còn khá là cao. Bộ đế của em nó thì được thiết kế bằng một bộ đế cao su, nhưng mà còn rất là mới các bác nha. Em này thì size rất là bé ạ, size chỉ có 39 thôi. Bác nào chân bé bé thì chốt em này thì mang ok lắm luôn nha. Đó, đẹp lắm luôn. Thiết kế của em nó là thun bo chun nè, mình khỏi với cột dây các bác nha. Đó, rất là tiện lợi luôn ạ. Bên trong của em nó thì thông số đầy đủ nè, mã code đầy đủ made in Korea. Em này được sản xuất tại Hàn Quốc các bác nha. Size chuẩn của em này là size 39 ạ. Ôi ôi rất là đẹp luôn các bác ơi. Mã số chốt hàng của em này đó là H103. H103 size 39. Em bán là 399k thôi các bác ơi. Quá đẹp và rẻ luôn ạ. Bác nào ưng được mẫu nào thì alo liền cho em nha. Em sẽ chốt đơn và đi đơn cho các bác liền nha. Đó, một màu đen truyền thống khá là đẹp các bác ơi. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo cho các bác nha. Tiếp theo em lên cho các bác một em giày lười. Em này size cũng bé các bác ơi. Em này size cũng có 39 thôi, size rất là bé ạ. Size 39 đến 39.5 thôi các bác nha. Đó, thiết kế của em nó thì dáng giày mọi các bác ơi, cho nên mà mình rất dễ phối đồ luôn. Màu của em nó là hơi độc độc chút xíu, đó là màu loang nha. Màu dạng như màu xanh đen ấy các bác. Đó, rất là đẹp luôn. Bộ đế của em nó là đế bằng nha, đến từ thương hiệu Tandy của Hàn Quốc các bác ơi. Và em này chuẩn size là size 39 đến 39.5 thôi. Chân 40 thì không mang được đâu các bác nha. Bác nào chân 39 hay 39.5 thôi nha. Đó, bên trong của em nó thì có dập thương hiệu Tandy bên trong, rất là đẹp luôn. Em này là màu dạng như xanh đen các bác nha. Đen nâu nâu á. Rất là dễ phối đồ luôn. Màu này thì mình mang rất là sạch rồi. Đó, bộ đế cũng còn rất là đẹp các bác nha. Size chuẩn của em này đó là size 39 trên 39.5. Và mã số chốt hàng của em đó là H96 ạ. H96 size 39 trên 39.5. Em bán là 399k thôi các bác ơi. Free ship cho tất cả các bác luôn ha. Ôi ôi quá đẹp quá rẻ luôn các bác ơi. Nhanh tay chốt đơn liền mấy em luôn để mang thay đổi cho nó rất là tiện đẹp này. Đó, em còn rất là đẹp luôn và rất là tiện lợi cho các bác mà mang đi làm nha. Rồi tiếp tục em có mẫu tiếp theo. Rồi em lên cho các bác một em giày tây công sở nha. Đó, một màu truyền thống của các bác mang văn phòng này. Đó, em này thiết kế dáng derby khá là thon gọn luôn. Form trơn đơn giản các bác nha. Đó, mặt da em này rất là đẹp luôn. Đó, bộ đế của em nó thì cũng còn rất là ok nha. Đến từ thương hiệu Reroma của Pháp các bác ơi. Đó, em này đến từ Pháp nha. Bộ đế cao chừng 3 phân ạ. Và em này thì size chuẩn là size 40.5 các bác nha. Size 40.5. Bên trong có dập thương hiệu và thông số đầy đủ các bác ơi. Size chuẩn của em đó là size 40.5. Size 40.5. Và mã số chốt hàng của em này đó là H98 size 40.5. Em bán là 399k thôi các bác ơi. Quá đẹp luôn ạ. Độ mới cũng còn khá là ok luôn các bác nha. Bác nào ưng được mẫu nào thì gọi điện chốt đơn liền cho em nha. Số điện thoại thì em có để trên màn hình rồi các bác nha. Các bác có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc là chụp màn hình và gửi qua số Zalo cho em nha. Em có thể chốt đơn cho các bác dễ dàng hơn. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo. Rồi em lên cho các bác một em size khá là bé nè. Ôi ôi em này da xịn sò lắm các bác ơi. Nhưng mà em này thì size rất là bé nha. Bác nào mà chân 38 thôi ạ. Ồ, rất là đẹp luôn. Dòng này là da nguyên tấm luôn nè các bác. Nguyên tấm da quá xịn sò luôn. Dáng bút su. Dòng này thì thường thường ở tiệm này em bán 600.000 đấy. Đó, lên nay em tri ân và em xả cho các bác một số mẫu để chuẩn bị em sắp về một lô hàng mới rồi. Là em không còn hàng sale nữa đâu nha. Bác nào mà lựa được mẫu nào thì chốt liền cho em nha. Đó, đẹp lắm luôn các bác ơi. Size có 38 thôi ạ. Bác nào mà chân nhỏ nhỏ thì chốt em này là ok lắm luôn. Tại vì dòng này rất là dễ phối đồ nha. Các bác có thể phối quần jean, quần kaki hay là quần sọc, mình khỏi cần mang vớ cũng được nha.
nó là dạng mút su. Và dòng đế này thì đã được khâu rất là chắc chắn rồi. Đấy, cho nên mà các bác mang thoải mái luôn, không bao giờ lo bung keo hay chóc đế gì hết, tại vì dòng này bền lắm luôn. Da của em nó thì các bác đã thấy không? Nguyên miếng da luôn này, quá xịn sò luôn ạ. Dòng này thì bao bền cho các bác luôn nhá. Thiết kế dây của em nó là bằng dây da nhá, dây da nối liền sau gót luôn, kéo liền sau luôn này, rất là tiện lợi luôn. Và em này thì size chuẩn là size 38 thôi các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn, màu nâu đỏ, khá là tây luôn. Bác nào quan tâm mẫu này thì alo liền cho em nha. Mã số chất hàng của em này đó là H92, size 38 và em bán là 399k thôi các bác ơi. Size 38 quá đẹp luôn. Dòng này thì bao bền cho các bác luôn đấy ạ. Mã số chất hàng của em này là H92 các bác nha. Em bán là 399k. Free ship cho tất cả các bác luôn ha. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo. Rồi em lên cho các bác một em giày tây size lớn hơn chút xíu nha. Em này size 42 nha các bác, 42 hay là 42.5 đều ok nha. Màu của em nó là màu vàng bò các bác ơi, rất là đẹp luôn. Form dáng thì khá là đơn giản thôi, không có cầu kỳ hoặc tít hoa văn gì nhiều nha. Màu của em nó là màu vàng bò. Bộ đế của em nó cũng còn rất là đẹp nha, đế cao su đúc rất là xịn sò luôn. Bộ đế cao chừng 4 phân rồi các bác ơi, em này đế cao nha, 3,5 đến 4 phân nha. Bên trong của em nó thì có một lớp lót cũng còn khá là đẹp nha. Thông số đầy đủ cho các bác luôn nè. Bác nào trên 270cm thì ok em này nha. Em này thì size 42 đến 42.5 ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Và mã số chất hàng của em này đó là H93. H93 size 42 trên 42.5. Em bán là 399k thôi các bác ơi. Quá đẹp, quá rẻ cho một em giày xịn sò như thế này các bác nha. Trời ơi, đẹp lắm luôn. Mã số chất hàng của em này là H93 các bác nha. Trời ơi, rất đẹp các bác ơi. Bác nhanh tay, nhanh có thể chốt cho mình mấy đôi mình mang đi làm, rất là tiện lợi luôn nha. Giá có rẻ, có hời luôn các bác ơi. Rồi, tiếp tục em qua mẫu tiếp theo. Em lên cho các bác một em giày đến từ thương hiệu Cullinan nha. Đó, một thương hiệu Cullinan thì dòng này là siêu nhẹ rồi các bác ơi. Cullinan còn rất là đẹp luôn nè. Em này thì vừa nhẹ mà vừa thoáng chân luôn. Tại vì thiết kế của em nó đục lỗ nè, rất là thoáng chân. Mà dòng này thì mang khá là êm và nhẹ các bác nha. Thương hiệu Cullinan thì siêu nhẹ rồi. Đó, thiết kế đờ bi đục lỗ rất là đẹp luôn nha. Không hề có một chút lỗi lầm gì nha. Bộ đế của em nó thì còn rất là đẹp nè, chưa kịp mòn luôn nha. Bên trong của em nó thì có dập logo thương hiệu của em nó này. Đó, rất là xịn sò luôn nha. Đây, Cullinan dập chỗ này luôn, rất là xịn sò. Nhẹ lắm các bác ơi, em này cầm lên tay rất là nhẹ. Và size chuẩn của em này nó là size 41.5 trên 42. 41.5 trên 42 các bác nha. Đến từ thương hiệu Cullinan. Và mã số chất hàng của em này đó là H94, size 41.5 trên 42. Em bán là 399k. Free ship tất cả cho các bác nha. Quá đẹp, quá rẻ luôn nha. Trời ơi, mới và đẹp lắm các bác ơi. Em này mua mới cũng 8-9 triệu rồi các bác. Dòng Cullinan đâu có rẻ đâu ạ. Rồi, mã chốt hàng con em này đó là H94 các bác nha. Rồi, tiếp tục em lên cho các bác một em giày tây khá là đẹp nè. Màu của em này khá là đục các bác ơi. Phối của em nó là hai màu rất là đẹp luôn. Màu vàng bò phối màu nâu đậm các bác nha. Rất là đẹp và sang luôn. Màu này lên quần tây, quần jean thì đều được hết các bác ơi. Rất là tiện lợi luôn ạ. Bộ đế của em nó thì hầu như là còn rất là mới, chưa kịp mang bao nhiêu luôn. Đó, đế cao 2,5 đến 3 phân thôi. Bên trong của em nó thì có một lớp lót dập thương hiệu bên trong đầy đủ nè. Rất là xịn sò luôn. Và em này thì được sản xuất tại Hàn Quốc các bác nha. Size chuẩn của em này đó là size 41. Size 41 và mã số chốt hàng của em này đó là H95. Size 41, em bán là 399k thôi các bác ơi. Quá đẹp, quá rẻ cho một em giày tây mới như thế này các bác ơi. Đó, các bác nhanh tay chốt lên em này đi các bác ơi. Đó, size 41 mà em bán là giá là chỉ có 399k thôi. Mã số chất hàng của em này đó là H95 các bác nha. Rồi,
Rồi tiếp tục em lên cho các bác một em giày dáng sneaker cũng khá là bụi bặm nè. Đó, em này rất là bụi bặm luôn, dáng rất là hầm hố nha. Đó, màu của em nó cũng rất là đẹp. Đó, rất là bụi bặm. Màu của em nó thuộc dạng rằng ri giống như màu lính các bác nha. Đó, da của em này thì rất là dày luôn. Da cũng rất là dày. Bộ đế thì cao được tầm 4 phân đấy các bác. Cả trong cả ngoài. Ồ, bộ đế còn rất là đẹp này các bác. Dập thương hiệu bên dưới luôn, chưa kịp mòn luôn này. Đó, bộ đế này thì có độ bám cao lắm các bác nha. Đó, thương hiệu dập nè. Rồi, đến từ Italy, khá là xịn sò các bác ơi. Em này thì size chuẩn là 39.5 đến 40 thôi. 39.5 đến 40 thôi các bác nha. Bên trong lớp lót dày lắm luôn. Đó, dày lắm nha, dày mà mềm nha. Mang cảm giác rất là êm chân. Mà lại còn tôn được mấy phân nữa các bác ơi. Độn cao được mấy phân nữa đấy. Và em này thì có size chuẩn là size 39.5. Size 39.5 các bác nha. Mã số chốt hàng của em này đó là H97, size 39.5. Em bán là 399k thôi. Ồ, em này đẹp và dày dặn chắc chắn lắm các bác nha. Đến từ Italia, quá xịn sò luôn. Đó, màu này rất là độc luôn. Các bác có thể lên quần kaki, quần jean hay là quần hộp, rất là đẹp luôn. Đó, em này thì bao bền cho các bác rồi. Dòng đế này thì bao chắc luôn đấy nha. Rồi, mã số chốt hàng của em này đó là H97 các bác nha. Size chuẩn của em đó là size 39.5 trên 40 thôi. Bác nào quan tâm và lựa được mẫu nào thì alo lên cho em nha, hoặc là chụp màn hình và gửi qua số Zalo cho em nha. Rồi tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười cũng khá là đẹp nè. Đó, một em giày lười màu vàng bò đến từ thương hiệu GOX, một thương hiệu khá là nổi tiếng các bác nha. Đó, màu vàng bò khá là sang đẹp nè. Đó, rất là sáng luôn. Em này thì có size chuẩn là size 40.5. Và bộ đế của em nó thì có dập thương hiệu này các bác. Đó, đế cao chừng 2 phân rưỡi thôi. Da của em này mềm lắm các bác nha. Em sờ lên tay em cảm giác rất là mềm nè. Đó, rất là tiện lợi luôn. Tại vì mình mang vào chân mình không lo đau chân ấy. Đó, bên trong có một lớp lót cũng còn khá là ok. Và màu da của em nó là màu vàng bò các bác nha. Đó, vàng bò. Vàng bò mình có thể phối quần tây, rim, kaki ok hết các bác ơi. Rất là tiện lợi. Size chuẩn của em đó là size 40.5. Và mã số chốt hàng của em này đó là H91, size 40.5. Em bán là 399k thôi các bác ơi. Bác nào ưng và lựa được mẫu nào thì gọi điện thoại liền và đọc mã cho em là em chốt đơn cho các bác được nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo. Em lên cho các bác một em sneaker màu trắng nha. Màu trắng phối màu kem của màu da lộn nha. Trời ơi, em này phải mới 99% nha các bác. Mới 99% luôn. Mà em bán có 399k luôn. Đó, em này được sản xuất tại Hàn Quốc này các bác. Đế cao su và được sản xuất tại Made in Korea. Đó, đó, đế chưa kịp mòn luôn các bác ơi. Thiết kế sau gót của em nó là cũng toàn bằng da lộn này. Chỗ này là da bò trơn nha. Dập thương hiệu này. Đó, đó, các bác thấy không? Màu trắng mà còn rất là mới nha. Đó, da đẹp lắm. Độ mới cao lắm luôn các bác ơi. Trời ơi, em này có 399k thì các bác nhanh tay chốt đi ạ. Quá đẹp luôn đấy ạ. Bên trong của em nó thì có một lớp lót cũng còn khá là đẹp nha, còn rất là mới luôn. Size chuẩn của em đó là size 40. Size 40 và mã số chốt hàng của em đó là H102, size 40. Em bán là 399k thôi các bác nha. 399k cho em giày mới ơi là mới các bác này. Rất là mới luôn ạ. Độ mới cao lắm luôn. Dòng này thì các bác phối quần jean, quần kaki đi làm đi chơi thì quá tiện lợi rồi. Rồi, mã số chất hàng của em này là H102, size 40. Em bán là 399k free ship cho các bác luôn nha. Quá đẹp và rẻ luôn các bác ơi. Rồi, tiếp tục em qua mẫu tiếp theo. Em lên cho các bác một em dì lười cũng size khá là bé luôn. Đó, em này màu của em nó không phải là màu đen các bác nha, mà thuộc dạng là màu xanh đen á. Xanh đen nha, màu xanh nam vi các bác nha. Đó, rất là đẹp luôn. Thiết kế của em nó là da bò hạt này, khá là dày dặn nha. Bộ đế của em nó còn rất là đẹp và đến từ thương hiệu Eque của Hàn ạ. Đế cao 2 phân rưỡi thôi ạ. Bên trong của em nó thì có dập thương hiệu, logo bên trong đầy đủ luôn các bác nha. Đó, da bò hạt dày lắm và còn mới lắm các bác ơi. Em này thì size bé nữa chứ, size có 39.5 à. Rất là bé luôn. Đó, size 39.5 và mã số chốt hàng của em này đó là H100 nha. H100 size 39.5.
em bán là 399k thôi. Trời ơi, một con giày đẹp mà mới như thế này mà có 399k lại được free ship nữa các bác ơi. Các bác nhanh tay chốt cho mình mấy đôi liền để mang thay đổi, rất là tiện lợi các bác ơi, quá rẻ luôn ạ. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo nha. Em chỉ còn sale mấy hôm nữa thôi, chuẩn bị hàng mới của em về này, không còn giá sale nữa đâu các bác ơi. Rồi tiếp tục em qua mẫu tiếp theo nha. Một mẫu giày tây size 39 này các bác. Em này size chuẩn của em đó là size 39, nhưng mà bác nào chân 39 ốm nha. Chứ còn nếu mà bác nào mà chân 39 mà mua bằng chân đầy là em này sẽ bị kích nha. Đó, em này thì size 39 chân thon. Tại vì form này là form thon các bác ơi, rất là thon gọn luôn nè. Đó, đế cũng còn rất là đẹp luôn, đến từ thương hiệu của Hàn Quốc nổi tiếng nè. Đó, màu của em nó là màu nâu đậm các bác nha, rất là xịn sò luôn, màu nâu đậm. Bên trong của em nó thì có một lớp lót cũng khá là đẹp và thông số đầy đủ luôn này các bác. Đó, size chuẩn của em này là size 39 các bác nha, 39 nhưng mà bác nào chân thon nha, bác nào chân bề ngang to đùng là không vừa đâu ạ. Đó, size chuẩn của em này là size 39, tại vì form này nó thon gọn đấy các bác, cho nên mà bác nào chân thon thon thì lên dáng rất là đẹp luôn đấy. Đó, size 39 nha. Mã số chốt hàng của em này đó là H90, size 39, em bán là 399k, free ship cho tất cả các bác luôn, quá đẹp và rẻ luôn các bác ơi. Rồi tiếp tục em qua cho các bác một mẫu nha, mẫu giày tây công sở. Em này form dáng cũng khá là ok này, mặt da láng mịn luôn. Đó, mặt da em này rất là đẹp luôn các bác ơi, rất là láng mịn luôn nha. Đó, form dáng cũng ok lắm luôn, bộ đế còn rất là mới nữa nè. Size chuẩn của em này đó là size 41 các bác nha, và được sản xuất tại Hàn Quốc ạ, đến từ một số sở thời trang đó, khá là nổi tiếng nha. Bên trong là có thông số đầy đủ nè, mã code đầy đủ và thương hiệu bên trong nha. Em này thì size chuẩn là size 41 các bác nha, form dáng rất là đẹp luôn nè, form trơn thôi, đơn giản thôi. Bác nào mà không thích cầu kỳ hoa văn thì em này thì quá là hợp lý rồi. Và size chuẩn của em đó là size 41, mã số chốt hàng là H99, size 41, em bán là 399k thôi các bác ơi, quá đẹp và rẻ luôn nha. Bác nào mà ưng được mẫu nào thì gọi điện chốt đơn liền nha. Đó, số điện thoại thì em có để trên màn hình rồi. Đó, các bác có thể gọi trực tiếp cho em luôn cũng được nha. Rồi, mã số chốt hàng của em này đó là H99, size 41, em bán là 399k, free ship cho tất cả các bác luôn. Giày đẹp, giá rẻ lại phi ship nữa, thì các bác nhanh tay chốt cho mình mấy đôi luôn đi ạ. Rồi tiếp tục em qua cho các bác một mẫu tiếp theo và cũng là mẫu cuối cùng của em nha. Rồi, một em size 39 dáng giày gù khá là đẹp các bác ơi. Em này thì đế độn các bác nha. Em này đế cao được mấy phân đấy, rất là đẹp luôn. Wow, mới tinh Travel for, màu đen quá đẹp, quá mới các bác ơi. Em này thì size có 39 thôi, rất là bé nhưng mà bộ đế cao được tầm 3-4-5 phân luôn nha. Bác nào mà thích chiều cao thì em này cân được hết nha. Bên trong là có một lớp lót dập thương hiệu bên trong đầy đủ này các bác. Da của em này thì bác thấy không, da dày lắm nha, dày và mềm nữa nha, cho nên mà các bác mà có đi lâu thì không lo bị đau chân đâu. Đó, em này bền lắm luôn, tại vì dòng các bác thấy đường viền của em nó không, khâu xung quanh hết rồi. Đó, không có một đường keo gì nữa, tại vì dòng này khâu thì bao bền cho các bác luôn nha. Và em này thì size chuẩn là size 39 các bác ơi, size 39 ạ. Và mã số chốt hàng của em này đó là H101, size 39, em bán là 399k, free ship cho tất cả các bác luôn ha. Rồi, em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em nha.